Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ thực hiện một món rất là ngon và hấp dẫn, đó là món cá lóc kho tiêu. Thì nguyên liệu chính của mình hôm nay sẽ là hai con cá lóc. Thì hai cá lóc này là 1 ký nha. Sau khi mà mua cá lóc về thì chúng ta làm sạch và chanh và muối vào cái phần da của nó cho nó sạch nhớt nhé. Ở đây mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê tiêu xay, 2 chay ớt, 1 muỗng canh dầu thắng dừa. Thì nếu các bạn không có màu thắng dừa thì các bạn có thể thay bằng thắng đường nha. Thì dùng màu dừa thì nó sẽ thơm hơn. 2 củ hành mình đã thay vát. Nước mắm, muối, bột ngọt. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần cá ra và mình sẽ chiên lên để khử cái mùi tanh nha. Đây, trong quá trình chiên cá, đợi cá thì mình sẽ đi làm nước kho nha. Đây, 2 củ hành mà mình đã thái vát ra rồi. Mình sẽ cho là 1 thìa canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Đối với cá kho tiêu thì mình phải cho ngọt xíu thì nó mới ngon. Thì mình cho 2 muỗng cà phê đường, cho 1 muỗng cà phê hạt tiêu xay, còn một nửa sau khi mà kho gần chín thì mình gấp lên trên nhé. Màu dừa, đây mình sẽ cắt 2 chay ớt đây nha. Đây mình cho 100ml nước lọc nha. Sau khi mà mình đã chiên cá nó hơi vàng như da và nó xém rồi nha, mình sẽ tắt bếp và mình xếp vào nồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước kho vào nhé. Đấy, sau khi cho cái phần cá kho rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình kho nha. Đây, bây giờ mình sẽ cho lửa to cho đến khi mà cái phần cá của mình sôi thì mình sẽ cho nhỏ lại nha. Bây giờ cái nồi cá kho của mình đã sôi rồi, bây giờ mình để đựng vung lại và mở hé ra nha. Đây, sau khi mà cái phần nước kho của mình nó sôi, nó ngập cái phần cá của mình đấy. Đấy, các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Bây giờ mình cho nhỏ lửa xuống nhé. Wow, các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Đây, sau khi mà cái nồi cá kho của mình, các bạn thấy cái phần nước kho nó đã sền sệt lại, nó sánh lại nha. Thì các bạn thấy như vậy là đủ nước vừa ăn đấy. Thì mình có thể tắt bếp nha. Mình sẽ cho lên trên cái phần tiêu xay mà mình trừ lại á, mình rắc lên trên một xíu nhé. Các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Thực hiện món cá lóc kho tiêu của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.